tiệm mì Phú Gia nổi tiếng nhất Đà Lạt mở thêm chi nhánh mì Bịch Tiềm ở Đào Duy Từ. Một tô mì được nấu công phu giá 150.000 đồng. Vậy tô mì này có gì lạ? Hãy cùng Nhân La Cà khám phá nhé! À, công suất tối đa là 45 tô. Hay thấy bật đèn khá là đẹp luôn. Chợ đêm Đà Lạt tối cuối tuần bỗng nhiên đông kỳ lạ, rất nhiều xe cộ. Xin chào quý vị, Nhân La Cà đang đứng ở ngay đường Đào Duy Từ, và hôm nay thì Nhân La Cà sẽ tới đây review một quán mì Bịch Tiềm nha quý vị. Thì ở sau lưng Nhân La Cà đây là quán mì Bịch Tiềm nằm ở trên đường Đào Duy Từ. Trước tiên này chúng ta sẽ thấy không gian của quán. Trước tiên Nhân La Cà sẽ chỉ đường đi đến quán mì Bịch Tiềm này quý vị. Chúng ta sẽ xuất phát ngay bưu điện nhà thờ Con Gà, nhà thờ Chánh Tòa. Chúng ta sẽ đi trên con đường Trần Phú tới ngã tư là đường Trần Phú, đường Bà Triệu và đường Đào Duy Từ. Chúng ta sẽ rẽ trái vào đường Đào Duy Từ, vào ngay dốc nhà bò quý vị. Trước mắt chúng ta đó là ngã tư đường Trần Phú, đường Bà Triệu và đường Đào Duy Từ. Chúng ta sẽ rẽ trái vào đường Đào Duy Từ. Đường Đào Duy Từ này còn có một cái dốc rất là nổi tiếng, đó là dốc nhà bò. Từ ngoài ngã tư này chúng ta vào tới quán khoảng 200m thôi, bên cạnh chung cư Đào Duy Từ đó quý vị. Và bây giờ Nhân La Cà sẽ vào bên trong. Địa chỉ ở đây là 26 Đào Duy Từ. Ở đây thì chúng ta đọc cái giá là chúng ta sẽ thấy rồi, 150.000 đồng một tô. Mở cửa từ 12 giờ cho tới 20 giờ. Không gian bên trong quán thì ở đây thì chúng ta thấy là toàn bộ khu vực này người ta để rất là nhiều những cái vị thuốc bắc. Không gian quán thì chiêu chiêu dễ thương nè. Đây rất là nhiều, nào là táo tàu rồi các vị thuốc bắc. Ở đây thì quán mì Bịch Tiềm này á là ở đây cũng có giá luôn nè. $80.000 một tô là mì Tiềm Thảo Dược, có kem chuối nữa. Ở đây hôm nay Nhân La Cà sẽ vào ăn thử. Khi mà vào đây thì nghe tiếng chim hót nữa. Rồi ok, hôm nay cả nhà Nhân La Cà quyết định là vào để thử mì Bịch Tiềm. Chào cô. Xin chào em. Dạ. Rồi, hạnh phúc lắm. Rồi ở đây có những cái ghi chú nè quý vị. Rồi hôm nay cuối tuần cả nhà đi ra ngoài ăn tối. Nếu như quý vị ăn mì Phú Gia ở bên đường Phạm Ngũ Lão đó quý vị, thì bên đó là mì bò. Còn bây giờ mở một chi nhánh nữa ở bên đường Đào Duy Từ, địa chỉ là 26 Đào Duy Từ. Đây là anh em của nhà Phú Gia. Thực ra là mì Phú Gia cũng không có tên đó quý vị, nằm ở trong khách sạn Phú Gia cho nên là người ta gọi là mì Phú Gia thôi, chứ thực ra không có tên. Ở đây khách hàng ăn rồi ghi những cái câu dễ thương lên trên cái bàn. Và bàn ghế ở đây thì thiết kế y chang như bên quán mì Phú Gia bên Phạm Ngũ Lão luôn. Mình vào xem cô chuẩn bị phục vụ nè. Ở đây thì có một cái này gọi là gì anh?
nói chung là một cái lời giống như lời tâm sự, nếu mà kể ra nó dài dòng nó cứ viết lên, nói chung ai tâm đắc thì chụp hình lại rồi mình có rảnh lúc nào thì mình đọc để mình hiểu hơn cái món mì để mình đã thưởng thức thì nó cấu thành một tô mì nó sẽ thế nào. Rồi, chào anh. Xin chào. Dạ. Em đây là lần đầu tiên mà em ghé quán của anh ăn á, thì tại bữa trước á thì có ăn mì ở bên Phú Gia, bên Phạm Ngũ Lão á. Thì bên đó thì hiện nay thì người ta bán 246, nhưng mà em nghe là mì em đọc ở trên Facebook á là em thấy là mì Phú Gia có mở một chi nhánh ở Đạo Duy Từ, cho nên là hôm nay em ghé ăn và em muốn hỏi anh là ở đây với bên đó thì có quan hệ như thế nào. Mình là trong gia đình mình là anh, nói chung là anh họ là bố của cô nàng bên đó, là coi như là em ruột của mẹ mình. Là anh em là coi như là truyền đúng rồi, nghĩa là như là em đó là nghĩ ra và thiết kế ra nhiều món ăn lắm, nhưng mà cái món này mấy em chỉ cho mình để mình truyền tải món ăn ngon đến mọi người. Dạ. Bởi vì mấy em hồi xưa một năm mấy em nấu được mấy lần cái món này, nhưng mà vì bò người ta thích ăn nhiều hơn. Dạ. Xong rồi mấy em không có thời gian nấu món này. Dạ. Sau đó thì lại sao lại gặp nói gặp mình duyên cơ sao thôi chỉ cho mình nấu được luôn, đúng vậy. Dạ. Là bây giờ làm bên mình là mì vịt. Mì vịt tiên một món mì còn tiên. Còn bên kia là chiên về bò. Mì bò. Đúng rồi. Cái món này phải ăn thật nóng. Dạ. Đó, thật nóng thì mới ngon. Đó, lúc nào cũng có một cái nồi chính của mình đây. Xong rồi là coi như là mình phải bỏ vô một cái nồi nhỏ này, mình làm cho thật nóng. Dạ. Nó mới giữ đúng hương vị của nó. Dạ. Là nước, đây là nước đây, dùng. Đây, nước, đây một nồi nước của mình, nước dùng đây. Nước dùng anh có thể chia sẻ cho em một ít cho khán giả biết là nước dùng này nấu như thế nào. Nước này là trong một nồi nước này là nó có rất là nhiều vị thuốc bắc. Dạ. Thuốc bắc là coi như là bên gia đình á là có nhà thuốc ở dưới Bình Dương và Sài Gòn. Nói chung là mấy đời về thuốc bắc rồi. Và cô em mà chỉ cho mình nghiên cứu món này là cô em á là coi như là cũng rành về y dược. Đấy. Thành ra cái bài thuốc này là bài thuốc của gia truyền. Chỉ ra trong gia đình thôi. Dạ. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Cũng giống như mình đây là ngày nào nói về dùng nước là mình chắc phải dùng hơn chén này. Dạ. Bởi vì cứ mỗi lần một lượt khách tới là mình sẽ múc vô cái chén này và mình thử. Dạ. Bởi vì cái nồi nước này nó đổi vị rất liên tục. Dạ. Với cả nồi nước này của mình là gần như là mình không dùng gia vị nhiều. Dạ. Chỉ là hòa quyện với vị thuốc bắc thôi. Dạ. Cái nồi nước này nghe nói là nấu rất là lâu. Lâu. Thì... nói chung là tối mình sẽ om. Đó mình tìm vịt. Dạ. Đó xong một cái rồi sáng mai sáng sớm là mình chở con đi học là tới mình làm đến 12 giờ mình mới có để bán. Ra nhiều người góp ý sẽ không bán buổi trưa để văn phòng rồi nọ ra làm thì để ăn rồi đi làm tiếp mà mình không làm kịp. Dạ. Ra cố gắng 12 giờ là có. Là có nghĩa là nước dùng này nấu rất là lâu. Dạ, đúng rồi. Chiều hôm nay giờ tới sáng ngày mai. Dạ đúng rồi. Nó cứ đều như vậy. Mới xong được nồi nước dùng. Xong rồi nước dùng. Dạ rồi, cảm ơn anh. Là mình là bán ngày nào cũng bán chứ không phải là 24/7 giống như bên kia. Dạ đúng rồi. Dạ. Mình mới mở, thành ra mấy em bên kia cũng nói thôi anh chịu khó anh làm để khách tới để mà có để ăn á. Dạ. Để mà dần dần khách biết, chứ còn mình mới mở mà mình chứ còn thực ra nấu này cũng căng á. Bởi vì cái này chỉ là gia đình làm thôi. Một tay mình nấu luôn, làm từ đầu đến cuối luôn. Dạ. Đó, thành ra mình đảm bảo là cái chất lượng là mình rất tâm đắc về cái món ăn mình mang tới cho mọi người. Dạ. Đấy. Về nguyên liệu mọi thứ là mình rất tâm đắc. Những ngày cuối tuần thì Nghĩa là Càm thường cả đưa gia đình ra ngoài để ăn quý vị và tìm những cái món mới, những cái món nào mà ngon, hấp dẫn và độc lạ thì giới thiệu lên trên video để cho quý vị tham khảo cũng như là bạn bè gần xa. Ai thích những cái món này thì có thể ăn thử một lần cho biết. Cho nên là cả tới đây ăn cũng như là review luôn. Chủ quán đang tỉ mỉ làm chế biến 4 tô mì cho gia đình của Nhân Lạc Cà. Và trong khi mà nhà Nhân Lạc Cà tới ăn thì cũng có những vị khách khác
cũng vào quán và chuẩn bị ăn quý vị. Thì với giá là 150.000 đồng một tô, có những cái tô là 80-100 nữa, còn tô đặc biệt là 150.000 đồng. Cho nên là chúng ta tùy, chúng ta thích ăn những cái tô như nào. Thực ra là cái tô này nó to lắm, ăn một tô 150.000 ăn không hết đâu, nó ứ hừng luôn. Đây, mọi người ăn ngon miệng nha. Là sức khỏe bồi bổ luôn, hết bệnh đó. Có thuốc là rất ngon quý vị. Thật ra giá 150.000 đồng thì cũng tương đối cao. Tuy nhiên thì chúng ta ăn để cho biết, lâu lâu ăn một tô quý vị. Vì có mùi vị thuốc bắc cũng như là những cái thứ bổ dưỡng từ nấu từ nước dùng ra, nên ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe. Bây giờ mời cả nhà nghe, chúng ta sẽ ăn mì. Rất là nhiều thảo dược, rồi sợi mì, củ sen. Đặc biệt đây là một chiếc đùi vịt siêu to khổng lồ. Bún lam tô. Nhưng mà giai đoạn này là kéo dài cả 2 tháng nữa. Ngày 15 tô. Dạ. 15 đến 16 tô tùy công việc thôi. Dạ. Ngày nào cũng đó. Nói chung là hai con. Dạ. Là coi như được 15 tô đó. Dạ. Hết thì như vậy. Chứ không có nhiều. Sao nó liếm mình, nó liếm mình nó kiện. Tại vì bắt đông thì công suất 45 tô cũng hết, là không có công phương được nữa. Dạ. Công suất tối đa là 45 tô. Có nghĩa mình chia nhỏ ra như vậy thì mình cũng tốn công và khi như vậy, mọi thứ như vậy. Dạ. Nhưng mà là mình cũng phải duy trì. Tại người ta chưa biết tới nhiều thôi. Nếu mà khi mà người ta biết tới nhiều giống như bên kia thì người ta cũng sẽ đông thôi. Tại vì mới mà. Ngon. Ở đây là quan trọng là cái nước dùng quý vị. Nước dùng nấu từ ngày hôm nay mà qua tới trưa ngày mai ấy, thì mới có nước dùng này để mà làm nên cái món mì vịt tiêm này. Cho nên nhiều người nói là muốn bán vào buổi trưa hoặc là buổi sáng nữa. Tuy nhiên là cái nước dùng này nấu không có kịp ấy. Cho nên là người ta sẽ bán từ 12 giờ trưa cho tới khoảng 7-8 giờ tối. Ở đây là món vịt nó ngon quý vị. Như bà xã Nhân La Cà là thường là cũng không có thích ăn thịt vịt. Tuy nhiên thì món mì này người ta làm nên thấy ngon bà xã. Tại vì lo ăn ngon quá, lo ăn không nói nên lời luôn. Ngon quá hả? Đang tập trung chuyên môn ăn, không để ý luôn. Thì đây ngon không? Em ngon lắm luôn. 150.000 mà không ngon thì cái gì ngon nữa bây giờ? Có tô nhỏ nha quý vị. Ngon nhỏ. Ngon mà thơm quý vị. Thấm á. Nhưng mà không nhìn cái nước ngon á. Nước dùng nó thanh. Nước dùng ngon vậy đó. Nhưng mà nó cũng không có cái mùi thuốc lắm. Nhưng mà nó cũng không có mùi thuốc lắm. Nhưng mà như em bé nhỏ xíu rồi, coi như vô đây mà ăn ngon lành. Dạ. Rất thích cái này vì nó không có cay. Để chính xác nó. Dạ đúng rồi, cái này là không có bị cay. Mình nghĩ là có cái mùi thuốc nhưng mà không hề nữa. 26 Đào Duy Từ quý vị. Ở bên cạnh cái chung cư Đào Duy Từ. Nếu mà chúng ta đi thẳng tiếp xuống phía dưới á, là dốc Nhà Bò, con dốc quá quen thuộc ở trong những cái bộ phim mà nổi tiếng những tháng năm rực rỡ. Dốc đó mấy bạn trẻ mà đi du lịch đó, hay ghé
tới đó để mà chụp ảnh. Có tiện ghé rồi ăn luôn. Ở Đà Lạt thì Nhi Maca giới thiệu rất là nhiều các cái món ăn, nào là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, rất là nhiều các món ăn ở Đà Lạt. À, hôm nay thì mà lướt Facebook á thì thấy quán mới mở bên đảo Nhật Từ, nên là tiện thể ghé vào đây đưa cả nhà để ăn, cũng như là review luôn cho quý vị một cái địa điểm, một cái quán, một cái sự lựa chọn thêm khi mà tới Đà Lạt du lịch, hoặc là những ai mà chưa có biết tới quán này, dù là ở Đà Lạt hay là khách du lịch ở chăng nữa, thì biết một cái địa điểm mới để thưởng thức một cái tô mì ngon. Và khi mà chúng ta ăn thì chúng ta mới biết được rằng là tại sao cái tô mì này có giá 150.000 đồng, vì cái sự công phu tỉ mỉ của anh chủ quán cũng như là cô ở đây. Rồi có rất là nhiều các cái vị thuốc ăn nó tốt cho tiêu hóa cũng như là sức khỏe của mình. Đặc biệt là mùa này đang là cái thời điểm mà giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa vậy, thì xe xe lạnh. Hôm nay Nhân Lai Cà phải bận áo len cũng như là áo giữ nhiệt để cho nó ấm. Và khi mà ăn cái tô mì này vô, thấy người mình nó cũng tỏa nhiệt quý vị. Tỏa nhiệt cũng như là có lẽ là cái thời tiết này rất phù hợp để mà ăn một cái tô mì như thế này. Lát nữa xin bà ghi nó muốn ghi một tờ giấy rau còn nóng luôn quý vị. Khi mà ăn hết tô mì thì trong người tỏa nhiệt luôn quý vị, nóng đổ mồ hôi luôn, cho nên rất thích hợp ăn vào mùa lạnh. Sau khi ăn 4 tô mì thì Nhân Lai Cà cũng gói về một gói cho bà ngoại, rồi sau đó là ăn kem nữa quý vị. Kem ở đây thì 10.000 một cây, kem chuối. Thích làm gì làm đó, thì muốn viết cái gì lên trên đó thì viết đi. Ăn xong mì chúng ta thưởng thức một cây kem 10.000 đồng. Cây kem có vẻ giống như là cây kem tuổi thơ nè. Chỉ ép chuối ra với lại thêm đậu phụng và sữa. Sau khi Nhớ Lạc Cà ăn xong và đi về thì cũng có thêm một gia đình 4-5 người cũng vào ăn nữa quý vị. Thì quán bán cứ lai rai. Vì đồ ăn nấu cũng công phu, một ngày chỉ nấu tối đa là 45 tô thôi quý vị. Như vậy là hôm nay nhà Nhân Lai Cà đã thưởng thức một bữa mì ăn vịt tiềm rất ngon, bổ dưỡng, xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra, và cảm thấy rất là hài lòng, tiền nào của nấy quý vị ha. Và sau khi mà ăn mì xong quý vị, Nhân Lai Cà đang ăn tối xong, Nhân Lai Cà ghé ra đường để dạo phố. Hôm nay cuối tuần nên nhà thờ ẩn gà bật nhà thờ chánh tòa quý vị, bật đèn lên sáng rất là đẹp luôn. Bình thường thì ban đêm nhà thờ chánh tòa này ít bật đèn lắm quý vị. Hôm nay thấy bật đèn khá là đẹp luôn, nhìn nhà thờ lung linh vào ban đêm. Đây là một góc nhìn phía sau tượng Chúa, nhìn về chính diện của nhà thờ Con Gà, nhà thờ chánh tòa. Thời tiết Đà Lạt mùa này qua những ngày đầu của tháng 11 thì không có mưa quý vị. Hy vọng là gió mùa Tây Nam cũng sẽ không có ảnh hưởng gì tới Đà Lạt và ít mưa. Bây giờ Nhân Lai Cà sẽ hướng ra phía chợ Đà Lạt quý vị, của thành phố Đà Lạt vào tối ngày hôm nay, tối thứ bảy cuối tuần. Hiện nay thì vào thứ bảy cuối tuần thì đường phố Đà Lạt đã trở nên đông đúc rồi quý vị. Vì đây là cái thời điểm mà giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa, cho nên bây giờ chuẩn bị chuyển qua mùa nắng rồi.
khách du lịch lên thành phố Đà Lạt cũng đông. Hồi sáng Nhã La Ca có quay một số cảnh đường phố Đà Lạt quý vị, thì trong chợ thấy cũng đông du khách, rồi ngoài đường cũng đông du khách quý vị. Nhã La Ca đang hướng tới ngay bùng binh nước, bùng binh một câu, hướng đi vào chợ Đà Lạt, rồi một hướng là đến khu Hòa Bình đó quý vị. Và đây là bùng binh nước, có nhiều vị khách tới ngay bùng binh này để check in chụp hình. Còn phía trước là đập cầu Ông Đạo, xe cộ cũng đang tấp nập đi vào. Hôm nay là ngày cuối tuần và Nhã La Ca thấy là lượng khách bây giờ đã đông nhiều rồi. Mùa này thì tới Đà Lạt, ngoài việc đi check in chụp ảnh với các cái khu du lịch, tới hưởng không khí trong lành, cũng như là mùa này thì thời tiết se se lạnh quý vị. Mùa này Đà Lạt có nhiều loại hoa đẹp quý vị, đặc biệt là tháng 11 này thì có hoa dạ quỳ nè, rồi cánh đồng cỏ hồng, cỏ tuyết đó quý vị. Hôm qua Nhã La Ca cũng đã review về cánh đồng hoa hồng, hoa cánh đồng cỏ tuyết, rồi hoa dạ quỳ nữa. Rồi mùa này cũng một số đường thì hoa ban cũng bắt đầu nở nữa quý vị. Cho nên mùa này tới Đà Lạt rất là nhiều loại hoa, và khi mà hết hoa dạ quỳ á, thì tới cuối tháng 12 đầu tháng 1 á, thì có hoa mai anh đào nở nữa. Và mùa này thì thời tiết ít mưa, có lẽ là đã chuyển mùa rồi, cho nên là thời tiết ít mưa rất thuận tiện để đi du lịch. Trong phía chợ Đà Lạt thì chúng ta cũng thấy là khá đông du khách đến chợ Đà Lạt vào ban đêm, dù bây giờ thì còn sớm, mới 7 giờ tối thôi. Trước mắt chúng ta đó là chợ Đà Lạt. Bây giờ Nhân sẽ hướng vào trong chợ Đà Lạt. Chợ Đà Lạt là con đường Nguyễn Thị Minh Khai quý vị, vòng vòng quanh chợ Đà Lạt là con đường Nguyễn Thị Minh Khai. Với hai bên buổi tối thì một bên là bán về ẩm thực, một bên thì bán về thời trang. Tối nay bước vào chợ thì chúng ta thấy là khá đông du khách. Đây, bên phía bên ẩm thực cũng đông du khách. Rồi phía bên kia, bên cửa hàng thời trang cũng đông du khách. Và lượng khách mùa này thì chúng ta thấy là khách Hàn Quốc cũng chiếm một cái lượng khách đáng kể ở tại chợ đêm vào buổi tối quý vị. Đây, hàng quán thì mọi người mời chào mời đồ ăn thức uống. Bánh ướt lòng gà, cháo gỏi, hủ tiếu, bún bò, ốc, hải sản. Hiện nay thì Đà Lạt quý vị có hai chuyến bay thẳng mà từ Hàn Quốc qua Việt Nam luôn. Không chỉ có Busan mà có thêm một đường bay thẳng từ Hàn Quốc qua Việt Nam. Cho nên là du khách, đặc biệt là khách Hàn Quốc sẽ đến thành phố Đà Lạt. Sau này sẽ đông quý vị. Thì chúng ta thấy là ngoài khách Hàn Quốc rồi khách Tây cũng có nè. Rồi những đoàn khách đi theo đoàn. Theo đoàn này thì cũng là khách Hàn Quốc nè quý vị. Đây, những cửa hàng đặc sản cũng thu hút du khách vào tối hôm nay. Ban đêm thì lực lượng chức năng người ta cũng đi tuần tra dữ lắm. Xe máy với lại xe ô tô là không được đậu đổ ở những nơi mà không đúng quy định quý vị, thì người ta cũng nhắc nhở. Ban đêm thì người ta nhắc nhở thôi, người ta cũng không có phạt đâu. Vòng vòng vào trong khu vực chợ đêm, trong khu thời trang xem thử thế nào. Tối nay đông đúng không quý vị?
đông hơn so với thứ bảy chủ nhật tuần trước, chắc chắn là đông hơn những ngày thường rồi, nhưng mà đông hơn tuần trước rồi. Bây giờ du lịch Đà Lạt đang một phần nào đó cảm thấy là khởi sắc đó quý vị. Khi mà thời tiết nắng lên, thời tiết tốt lên, không có mưa như những tháng trước. Giờ thì mới có 7 giờ 19 giờ quý vị, mà chúng ta thấy là lượng khách bắt đầu vào chợ đêm đã đông rồi. Nếu mà khoảng tầm 20 giờ là lúc mà đông nhất thì chợ đêm lúc đó càng đông hơn nữa, vì chắc là Cà vừa mới ăn tối xong cho nên là tiện thể ghé ra đây luôn. Trong khu vực này đặc biệt là ban đêm là chúng ta nếu mà đi du lịch đó, chúng ta muốn bay flycam thì cũng khó vì ban đêm có lực lượng chức năng người ta đi tuần đó. Bay flycam là người ta bắt, người ta lập biên bản phạt vân vân, tịch thu flycam luôn. Đúng là tối nay đông thiệt quý vị. Một cái tín hiệu mừng cho du lịch cũng như là những cái tháng cuối năm của thành phố Đà Lạt. Như vậy là Nhã Lạc Cà đã đi dạo một vòng chợ đêm cũng như là giới thiệu đến quý vị một món mì vịt tiềm ngon lạ ở Đà Lạt. Nhã Lạc Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhã Lạc Cà. Còn bây giờ thì Nhã xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.